Hùng Miền đang ở Gold Coast, ở ngoài sao Seaway á, ngoài sao SeaWorld đó, sao Port á. Ở ngay chỗ này đẹp dữ lắm, quá đã luôn. Thời tiết khí hậu bữa nay rất là, nó phải nói là hấp dẫn lắm, hấp dẫn cho mình, rất là thích hợp cho mình đi đi ra ngoài để ra một nhiều mùa ha. Mình không cần ăn đồ sang gì, mình chạy vô trong shop vô lì hay là shop mà mình mua xúc xích hay là chicken cà bếp rồi nè, nó đại khái giống vậy. Ra mình có cái lò, cái chảo giống như trước mình ăn, rồi vô mình kẹp bánh mì, mình ngồi mình ăn rồi mình để mình tâm sự chuyện gia đình. Wow, phải có cái thành này nè. Ngon hay lúa ăn thử coi, ngon không? Quay đổi rồi, không có cái gì mà bằng cái này á. Wow, quá đã luôn. Trời ơi, cô này nướng xúc xích đẹp ha. Ăn cái xúc xích này được rồi. Ăn xích no, no mới có chiều luôn Bích. No không? Đã hay. Gà, xúc xích gà, chicken gà bếp. Rồi xúc xích bò. Wow, cục cục dễ ăn cho nó gọn á. Mình ăn xong rồi cái mình ra mình ngắm biển nha. Mình ngắm biển cho nó đã xong cái mình nằm đi giọng ha, có mắt mấy chiếc bọt. Sau một cái vụ mà ăn barbecue xong bây giờ mình uống cà phê giật. các bạn biết cà phê giật là cà phê gì không hả? Cà phê giật á, nhúng vô giật. Quá đã luôn. Gió mát dữ. Cái gì cũng đã hết á. Cứ mình cuối tuần mình dành một cái thời gian để mình ra ngoài biển, hít cái không khí trong lành giống gì á, một cái chút gì đó mình ăn nhẹ, ly cà phê, ly trà rồi gió biển nó thoải mà. Phải nói là không có gì bằng. Đi thật xa để trở về. Tôi đã đưa tôi lại rất xa, đi rất xa.
Wow, quá đã luôn. À, thích nhất là